Không có, không có đâu. Có nhiều đó mà nó không chịu nổi đâu. Dạ. Không nổi đâu. Đi luôn rồi, cái gió là bị sợ. Đấy vậy nó sợ hoài nha. Cái còn đá nó đi nắng nắng. Thì ghét nó đi đá nó được. Dạ sao lục cái mũi á. Cái mũi vào để leo cây thôi. Vậy đó hả? Trời ơi, phải nãy mình qua đây mà ngồi. Giống cái cây một lần mà ở dưới cái lậy mà nó ngã lên cái nóc nhà ngói của cái ông bác đó là tám mấy tuổi đó. Rồi cưa xong rồi ông khóc đó, ông nói cưa cái cây này giống ai cho tôi mấy chỉ vàng. Ông mừng cũng không được. Chứ nó khóc mấy đêm nào vậy nè. Rồi nó xem nó mục nó yếu. Rồi sẽ bể rồi là nó đi nó gãy luôn. Cái này để khoảng mấy tháng nữa bà không dám cưa không? Không, cái này để chừng một năm nữa là nó gãy luôn hả? Tại vì nó đang nặng về đây nè. Mà đứng đây thì nó thấy độ nghiêng của nó. Đứng đây là thấy cái độ nghiêng nè. Như là mình đây là mình thả lập lòn lên nè. Lập lòn lòn lên đây là cái nặng gì nó hết nè. Trời ơi, nó nghiêng cái nè. Mà nếu mà qua đây là cái là nó ôm luôn cái đường điện nó rồi qua cái nhà mình nó luôn. Qua đường này luôn rồi mồ mả ở đây nữa. Nguy hiểm lắm. Cậu mũ quá trời kìa. Có ai lùm vàng không? Không, mũ ở đây mũ nhão rồi. Mũ sệt, mũ khô á. Khô trên khô này nè đó về cái mình về mình phơi rồi mới ngâm mọi lần có người ta đây ta đẻo ta lấy luôn đó chú. Ừ, đúng rồi. Có nhiều bác ta đục lỗ phan cho cháu á. Dạ. Sâu vô cái tới cái chai cây cu ca nó trồng vô cái ta phát đít như này nè cái nó gịnh nó trải ra cái nó hứng. Có nhiều bác hỏi cái mũ gòn này về không biết ăn sao, ta có thể hướng dẫn cách làm ăn cái mũ gòn cho ngon không? Cái mũ gòn như vậy mình phơi khô. À, bây giờ mình về mình rửa sạch mình lấy ba cái tạp chất ra hết. Nhưng mình lựa chỗ nào mà không có phun thuốc trừ sâu. Rồi mình lấy đó về cái mình rửa sạch cái mình phơi. Phơi chỗ nào mà mình cái ánh nắng tốt chứ đừng có bụi bặm. Rồi xong nó khô rồi đó cái mình là lấy nước ấm á đổ vô rồi mình rửa rồi mình xả nước nó bỏ cái mình ngâm qua đêm. Ngâm qua đêm thì sáng vậy cái mình chắc nước đó mình bỏ là mình lấy mình sắc nó ra. Sắc nhỏ bằng ngón tay này ra. Cái mình ngâm thêm một đêm nữa là nó nở ra dữ lắm. Nó nở nó ngon lắm. Nó không thua gì mũ chôm. Yeah. Nó mát hơn mũ chôm. Mũ chôm là có khi nóng mà tại vì người ta có khi xử lý thuốc. Còn này là nó thiên nhiên. Cho nên cái mũ gòn nó tốt lắm. Cái này có ăn kèm được với cái loại nào nữa không ba? Cái này á, thường thường là hột é. Dạ. Với đùi ươi cái lừa cái họ trái ươi á, trái ươi trên gừng á, người ta kêu là trái mà dài như cái cà na đó. Dạ. Mà khô phải khô vậy nó dột lại khi mà vô nước là nó bung ra phình to lên. Rồi mình lấy cái lớp vỏ vỏ ngoài bỏ. Dạ. Rồi mình ngâm này cái trộn như đường phèn là ít á, chứ mình bỏ vô vài lát gừng uống ấm tì rồi. Dạ. lại mát ra bổ thận nữa, cường tráng nữa, xanh đẻ dữ lắm. Chắc hồi đó ba uống nhiều đúng không ba? Uống nhiều mấy nhưng được mày có đẻ thằng đứa luôn. Mấy đứa này nó lượt cơ hội nó hỏi mình tùm lum chứ đó. Lượt cơ hội hồi vụ nó qua vụ sinh đẻ không. Hai vụ mà lắm. Nghe cho này quá trời quạnh. Cái lò này khoảng bao nhiêu? Quanh này á. Quanh này chắc 280 à. Ở cái dưới góc nữa. Ok không, đây nè. Quá trời bự kìa. Bây giờ không có thước mình phỏng như thôi chứ không đâu chính xác. Nè dùm cái đầu lên trước rồi. Nhìn không tới. Anh lấy đoạn dây lên kia qua dùm đây. Đó, quay lên mạng luôn. Đó, cho lên bữa nay được lên TV rồi. Đúng tên gì? Tinh Nghĩa hả? Có vợ chưa? Có rồi. À, tưởng đâu mà chưa có gả Lâm Phạm chưa? Quá trời cây nó bự rồi.
cây này thịt mềm quá, anh đạp cái sâu quá thì không. À, giòn, thịt nó mềm.
Ah!
ngon. Xuống vậy. Không hả? Tao hỏi đây con cái mắt nè. Cây này nó bự như cây gòn vậy đó. Cái này ngã xuống đó. Ngã nó đi rồi tính sao. Dòm vô mình cắt mấy cái khúc dưới đất, mình tấn vô mấy cái trong mộ á, để nó ngã xuống đường lăn qua mộ. Yeah.
Oh.
Dạ dạ, có cho ai xài gì cho? Oh.
Cái gì cái mình gỡ từ từ ra hả? Dạ dạ dạ, rồi không sao. Dạ dạ. Rồi. Để từ từ ra nó chơi đi lên chứ. Cầu gỗ lóng này cưa dán dữ lắm làm sao? Lóng nó tròn á. Hồi xưa mà đóng dắt á. Đóng dắt là ở tới 20 năm á. Mình cưa một thân đó. Dạ. Một mình cưa mỏng nào là con mọt nó không ăn. Cứ vậy là ăn. Ông già này không có chỗ núp. Hả? Nó không có chỗ núp nó không ăn. Có dạ.